Hello, xin chào mọi người. Kiểu ngâm hạt xịn sò của em đây nhá. Hạt về thì cứ để im trong giấy ăn, gói trong giấy ăn như này. Và người bán hạt lại còn khuyến mại cho em cái túi zip như này. Thế thì bây giờ em xả luôn nước vào đây em ngâm nhá. Sau đó thì em sẽ gieo sau. Đây, bây giờ em xả nước vào đây. Các bác vặn cái vòi cho nó nhẹ nhẹ thôi nhá. Đảm bảo là đủ ngấm ướt hết cái gói giấy này là được. Đó, ok rồi đấy. Các bác cứ xả đầy nước vào cái túi zip này cho nó đảm bảo là ngấm ướt hết cái giấy ăn kia. Sau đó thì các bác nghiêng đi đó, nghiêng cho nước nó chảy bớt ra. Đó, nó không còn còn nhiều nước ở trong túi nữa mà nó chỉ ẩm ướt ở trong ngấm đủ ngấm cái giấy ăn thôi. Đó, thế xong rồi thì là các bác để vào trong cái rổ cho em. Đó, rổ này còn có cả mấy quả ớt hôm nay em vừa vặt ở ngoài vườn này này. Đó, sau rồi thì để 24 tiếng đồng hồ để các bác mang đi gieo bình thường nhá. Em ngâm hẳn hạt xịn luôn CC7 x 123 đây này, chứ không phải là ngâm mấy cái hạt vớ vẩn nhé.